Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính chào quý khách. Sản phẩm màu động cơ điện công nghệ Úc, một pha vỏ nhôm điện áp 220V, tải được trong môi trường điện yếu dưới 210V, thích hợp cho các việc như nuôi trồng thủy hải sản, máy mài, máy cắt, máy xay ngũ cốc thực phẩm, máy nai khí, rửa xe, bơm dân dụng. Công suất sản phẩm là 3 ngựa, hay còn gọi là 2,2 kW, tốc độ 1400 vòng trên phút, 4 cực điện. Motor vỏ nhôm công nghệ Úc được thiết kế gọn nhẹ theo tiêu chuẩn quốc tế, trọng lượng motor là 30 kg. Mà vào sản phẩm là khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 112 mm, đường kính cốt trục là 28 mm. Motor có chế độ làm mát toàn phần, tản nhiệt rất tốt và cả bên trong và bên ngoài. Hệ số bảo vệ bụi nước IP54, cao cấp hơn motor thông thường. Đây là công tắc ly tâm, còn gọi là bộ truyền mạch ly tâm, có tác dụng ngắt tụ đề sau khi motor khởi động. Miền Bắc gọi công tắc này là cúp lơ, miền Nam gọi là mặt vít. Đây là hộp đấu tụ của motor. Hai dây tụ đề được nối vào vị trí như sau. Với motor 3 ngựa, tụ đề là 300mm là phù hợp. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách cần lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 190mm. Các chân đế vỏ nhôm này có thể tháo rời, giúp motor lắp đặt theo phương và chiều tùy ý như sau. Motor chạy rất êm, nhờ độ thẩm thấu từ cao, cấu tạo bằng tôn silicon sang cá nguội. Nếu cần tư vấn thêm, xin quý khách liên hệ với số điện thoại và email ở phía dưới nick này. Văn phòng đại diện Minh Motor tại 3 miền Bắc, Trung, Nam xin được phục vụ quý khách.